Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý các bạn đồng nghiệp. Lời đầu tiên cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức của hội nghị đã cho phép tôi trình bày một cái bài tổng quan cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh phổi do Nontuberculous Mycobacteria và tiếp cận thực hành. Phần trình bày của chúng tôi gồm có 4 nội dung, và cái nội dung phần tổng quan thì tôi có đề cập tới tình hình về dịch tễ mắc bệnh của NTM. Và thứ hai nữa là đề cập đến vấn đề ý nghĩa lâm sàng gây bệnh của NTM trong thực hành lâm sàng và cái khả năng kháng kháng sinh. Như chúng ta đã biết là các cái dữ liệu ở trên thế giới ở Mỹ, Canada và các nước ở châu Á thì đã đều cho thấy là cái xu hướng của bệnh phổi do NTM ngày càng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Một cái thách thức không nhỏ trong quản lý NTM ở các nước có dịch tễ lao cao, đặc biệt là hiện nay thì cái số bệnh nhân NTM được sàng lọc từ cái nhóm bệnh nhân nghi ngờ lao và lao kháng thuốc khá là cao, có tới từ 15 đến 30%. Một cái nghiên cứu ở Brazil cũng đã chỉ ra là 70% bệnh nhân mắc bệnh phổi NTM nhưng trước đó điều trị lao và có thể điều trị lao tới 6 tháng. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là liệu thuốc điều trị lao có hiệu quả với điều trị NTM bệnh phổi hay không? Thì câu trả lời là không phải là tất cả. Vậy thì vậy chăng ở cái nước có dịch tễ lao cao, trong đó có Việt Nam của chúng ta, vậy thì cái vai trò của NTM nó có là một cái rào cản, là một cái khó khăn trong kiểm soát bệnh lao hay không? Vì một cái câu hỏi đặt ra là trong cái số bệnh nhân điều trị lao thất bại thì nhất định là sẽ có một cái tỷ lệ không nhỏ là cái số đó là mắc bệnh NTM. Vậy thì khác với lại vi khuẩn lao, NTM thì nó lại gồm rất nhiều loài. Đấy. Và hiện nay thì có khoảng gần 200 loài. Nhưng trong cái số đó thì có khoảng 50 loài gây bệnh. Và với cái sự phát triển của y học, đặc biệt là xét nghiệm sinh học phân tử, thì cũng đã phát hiện được rất nhiều loài và dưới loài. Trong đó thì có Abscessus complex, hiện nay thì đã phân thành dưới 3 loài. Đó là gì? Abscessus và Abscessus boletti và Abscessus thì Marchionian. Ở cái bảng của cái vi khuẩn NTM mới nổi này thì tôi muốn giới thiệu với các quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp có Mycobacteria iranicum. Đây là một cái vi khuẩn mà có lẽ là lần đầu tiên Việt Nam chúng tôi đã phát hiện được chẩn đoán trên một bệnh nhân có tổn thương hạch. Lâm sàng thì bệnh nhân xưng hạch nách và có mô bệnh học là chẩn đoán viêm hạt và hướng tới lao. Ginebert rifampicin, có nghĩa là Ginebert của lao, thì âm tính. Và chúng tôi cho hội chẩn lại tiêu bản và cuối cùng quyết định là cho làm chẩn đoán bằng sinh học phân tử, và tôi đã gửi mẫu bệnh phẩm vào phòng xét nghiệm của tiến sĩ Hùng Vân. Và tiến sĩ Hùng Vân đã làm một cái xét nghiệm về real-time PCR. Thì cái kết quả real-time PCR thì không phát hiện được là chính xác là iranicum hay không, mà chỉ trả lời là một dương tính với một cái nhóm loài. Và cuối cùng thầy đã phải dùng đến giải trình tự toàn bộ gen, và đích thân thầy đã làm và trả lời cho tôi là tìm được iranicum. Và đây là một trong những số con mới nổi của thế giới và rất ít ca bệnh lâm sàng trên thế giới. Và sau đó thì chúng tôi sử dụng cái phác đồ điều trị rất là thành công. Thì vậy thì cái câu chuyện ở đây là cái kỹ thuật sinh học phân tử nó đã hóa giải được rất nhiều. Vì chúng ta biết là NTM hiện nay thì hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình nuôi cấy. Mọc xong mới định danh và bắt đầu chúng ta mới điều trị. Nhưng sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử thì đã rút ngắn thời gian và cái chính xác rất là nhiều. Tuy nhiên cái tính khả thi và thực hiện được một cách phổ cập thì có lẽ là một cái thời gian rất rất còn xa nữa. Và cái vai trò gây bệnh của NTM thì cũng rất khác nhau ở trong thực hành lâm sàng. Chúng ta biết là về bệnh phổi thì phổ biến vẫn là 5 cái con. Avium complex mà chúng ta hay gọi là MAC đấy. Rồi Abscessus, Kansaksi và Manoen. Và cuối cùng là Sinopi. Thế thì 5 cái con vi khuẩn này thì hiện nay mọc khá nhiều. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia thì cái tỷ lệ gây bệnh cũng khá là khác nhau. Vấn đề kháng kháng sinh cũng được đề cập
ở cái hướng dẫn của ADSA và ITS của 2020. Và cái vai trò của Gen M người ta cũng đã đề cập để xem vấn đề là nhạy cảm hay kháng với mắc chronic cũng là một cái câu chuyện rất liên quan đến thực hành lâm sàng, vì cái việc sử dụng mắc chronic là một cái nền tảng trong cái phác đồ điều trị cho NTM, đặc biệt là nhóm Asesut. Thì chúng ta biết rằng là cái Asesut này thì hầu như là kháng với lại rất nhiều loại kháng sinh và với một cái tỷ lệ kháng khá là cao. Và một cái nghiên cứu đến từ châu Á thì cũng đã cho ra cái tỷ lệ đặc biệt như là doxycycline và quinolone, imipenem nó kháng tới trên 40% và có những thuốc nó kháng tới trên 90%. Vậy thì cái tỷ lệ kháng kháng sinh đặc biệt của Asesut như thế và cái thiết kế của một cái phác đồ hiệu quả cũng là một cái rào cản. 2022 thì GRIP ATS cũng đã quan tâm đến cái trở ngại hiệu quả của phác đồ điều trị NTM gây bệnh ở phổi. Ba cái rào cản để một cái phác đồ hiệu quả thì chúng ta biết là do cái đặc tính của NTM nó phổ biến ở môi trường, rồi cái bệnh đi kèm, và vừa nãy tiến sĩ Phương cũng đã đề cập đó là cái bệnh giãn phế quản và COPD thì trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã nhắc đến rất là nhiều. Thì hai cái nhóm bệnh này thì cũng là một cái thách thức, cái rào cản để điều trị hiệu quả của bệnh phổi do NTM. Rồi về vấn đề cơ chế kháng thuốc của bệnh nhân, của vi khuẩn, rồi cái phác đồ điều trị cũng là một cái rào cản, một cái thách thức, vì phác đồ điều trị đa thuốc, thời gian thì dài và cái hiệu quả thuốc thì không phải là cao, và đặc biệt là cái tương tác dược lực học với cái đáp ứng lâm sàng còn có rất nhiều hạn chế. Thì đây là ba cái rào cản trong cái phác đồ điều trị hiệu quả bệnh phổi do NTM. Chuyển sang phần thứ hai là phần chẩn đoán điều trị. Thì cái phần chẩn đoán cập nhật theo hướng dẫn của ADSA và ITS 2020 cũng dựa trên nền tảng của hướng dẫn 2007 với các cái tiêu chí lâm sàng, X-quang và vi sinh để chẩn đoán bệnh phổi do NTM. Hai cái tiêu chí cụ thể về lâm sàng và điện quang, tiêu chí thứ hai là tiêu chí về vi sinh. Thì cái tiêu chí về lâm sàng và điện quang thì là gồm có 3 tiêu chí nhỏ, là tất cả đều bắt buộc, và các cái triệu chứng toàn thân hoặc là phổi, tổn thương bất thường ở phổi. Cái đặc biệt nữa là một cái tiêu chí phụ là gì? Loại trừ các cái chẩn đoán khác một cách phù hợp. Còn về tiêu chí vi sinh thì sao? Thì bắt buộc ít nhất có một tiêu chí, đó là cái kết quả nuôi cấy ít nhất từ 2 mẫu đờm, từ 2 lần riêng biệt. Đó. Rồi thì kết quả dương tính ít nhất một lần của dịch rửa phế quản hoặc là dịch rửa phế nang. Hoặc là cái tiêu chí thứ ba là sinh thiết xuyên thành phế quản ở các cái vị trí khác của phổi, có các cái đặc điểm mô bệnh là viêm u hạt và hoặc là soi cái tổn thương sinh thiết thấy AFB. Nuôi cấy dương tính với NTM hoặc sinh thiết các cái điểm mô bệnh học viêm của u hạt hoặc AFB, và một hoặc nhiều mẫu đờm hoặc dịch rửa phế quản có kết quả dương tính. Tiệu chung lại, cái tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh phổi do NTM rất chặt chẽ, nó không như lao. Chúng ta biết rằng hiện nay thì trong chương trình chống lao quốc gia hay là trong thực hành lâm sàng thì cái tỷ lệ bệnh nhân lao phổi AB âm tính chúng ta vẫn điều trị nó cỡ khoảng 20%. Tuy nhiên NTM nó rất khác với lao. Cái tiêu chuẩn rất chặt chẽ và chẩn đoán ra rồi chúng ta có đặt câu hỏi điều trị hay không. Thì qua cái phần chẩn đoán này thì cái cách tiếp cận thực hành chúng ta cần quan tâm cái gì? Chúng ta chẩn đoán dựa trên hai cái tiêu chí là tiêu chí về gì? Lâm sàng, điện quang và tiêu chí về vi sinh. Thế thì cái cách tiếp cận thực hành chúng ta tiếp cận về tiêu chuẩn về lâm sàng thì chúng ta cần quan tâm tới cái gì? Thì đặc biệt của NTM cái triệu chứng lâm sàng nó rất đa dạng và không đặc hiệu. Đấy, cái đấy là một cái mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Và một cái thách thức lớn nữa là bệnh lý ở cái nhóm có bệnh phổi nền, là bệnh phổi cấu trúc, như cơ nãy tiến sĩ Phương cũng đã đề cập, đó là gì? Giãn phế quản. Rồi thì tiêu chuẩn về chẩn đoán hình ảnh X-quang của NTM là thay đổi trên từng bệnh nhân. Đấy, vì cơ địa bệnh nhân có thể là tiền sử giãn phế quản, có thể là COPD, nó đã khác nhau rồi. Hoặc là gì? Một cái trường hợp nữa là gì? Nó còn khác nhau về các cái loài.
Đây là cái hình ảnh tôi muốn giới thiệu với các quý thầy cô, là một số hình ảnh về trên các cái bệnh nhân về chedonlaesemia hoặc là bệnh nhân áp xe sút, thì nó hình ảnh nó đã khác nhau với từng loài và nó khác nhau với từng bệnh nhân. Ví dụ như ở cái trường hợp bệnh nhân có giãn phế quản ở cái góc bên kia là áp xe sút, tiền sử bệnh nhân giãn phế quản đấy, và cái hình ảnh nó đã khác, nó không có một cái đặc trưng gì như ở bệnh nhân mắc lao. Về thứ hai là cái tiêu chí về vi sinh, thì đây là một cái tiêu chí bắt buộc và tôi đã đề cập khá là kỹ ở trên rồi. Thế thì năm 2022, ATS GRIP cũng đã đưa ra các cái tiêu chuẩn vi sinh để hỗ trợ chẩn đoán, xác định về vi sinh trong bệnh phổi do NTM. Thứ nhất là các cái mẫu nuôi cấy cùng một loài từ ít nhất 2 mẫu đờm riêng biệt, bất kể là kết quả soi kính AB dương tính hay âm tính. Thứ hai, nuôi cấy từ ít nhất một lần dịch rửa phế quản hoặc phế nang, bất kể kết quả của AB. Thứ ba là sinh thiết xuyên thành phế quản hoặc phổi, mô bệnh học của vi khuẩn viêm u hạt và nuôi cấy NTM dương tính hoặc sinh thiết mô bệnh học của vi khuẩn và một hoặc nhiều lần dịch rửa phế quản dương tính, hoặc là cấy dịch vô trùng dương tính từ dịch rửa dịch màng phổi hoặc bất kỳ một cái vị trí nào khác của phổi. Thì đây cái lưu ý cái tiêu chuẩn thứ 5 để hỗ trợ chẩn đoán xác định của vi sinh là có thể khẳng định được khi mà có dịch cấy từ những cái mẫu bệnh phẩm vô khuẩn. Một cái nội dung ghi nhớ trong thực hành lâm sàng, chúng ta cần quan tâm tới cái gì? Đấy thì cái cách lấy bệnh phẩm rất quan trọng. Đấy. Để cái mẫu bệnh phẩm, vì hiện nay chúng ta biết rằng là chủ yếu chúng ta chẩn đoán NTM dựa vào nuôi cấy, vậy thì cái việc sử dụng kháng sinh trước đó cũng là quan trọng. Nếu như chúng ta sử dụng các cái nhóm kháng sinh điều trị NTM thì vi khuẩn nó bị ức chế và cái khả năng mọc ở trong môi trường là có bị ảnh hưởng. Rồi thì cái việc lấy mẫu đờm, chẳng hạn chúng ta biết đặc tính của NTM là nó ngoài môi trường, nên là khi lấy bệnh phẩm thì chúng ta không xúc miệng bằng nước máy hoặc nước chưa qua xử lý. Đây cũng là một cái chi tiết nó rất là nhỏ thôi, nhưng nó ảnh hưởng khá lớn đến cái kết quả nuôi cấy của NTM. Rồi một cái ý thứ ba trong cái việc lấy mẫu bệnh phẩm ở đây, kể cả trong guideline hoặc là các cái cách tiếp cận thực hành của ATS, thì họ đã đề cập đến cái câu chuyện là những trường hợp bệnh nhân không tự được khạc đờm tự nhiên thì có khuyến cáo lấy đờm bằng gì? Đờm tác động bằng máy siêu âm. Đờm thường là sử dụng nước muối 95% để ho khạc đờm cho bệnh nhân. Một cái tiếp cận thực hành nữa mà cần phải ghi nhớ đó là nội soi phế quản. Không phải tất cả trường hợp nào chúng ta cũng xử lý khi không có đờm mà cho soi phế quản. Chỉ định soi phế quản chỉ có 2 trường hợp là kết quả nuôi cấy một mẫu khi đã cấy trên 3 mẫu hoặc là cả 3 mẫu đờm đều âm tính nhưng trên tổn thương độ HRCT lâm sàng và nguy cơ cao. Thì đây là bệnh nhân có yếu tố cần phải chẩn đoán bệnh phổi do NTM. Vì vậy nên chúng ta phải sử dụng cái kỹ thuật nội soi phế quản cho bệnh nhân. Và một trường hợp ở trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng cần lưu ý là những trường hợp kết quả một mẫu nuôi cấy đờm dương tính với NTM. Nói chung một mẫu dương tính với NTM là một cái kết quả không đặc hiệu, có thể do nhiễm hoặc sự hiện diện thoáng qua của NTM ở trong đường thở. Thì đây thực sự là chúng ta cũng cần phải quan tâm. Rất nhiều các nghiên cứu cũng đã chỉ ra là những trường hợp có một mẫu đờm dương tính với NTM cuối cùng thì chẩn đoán là mắc bệnh phổi NTM thì cái số đó rất là ít. Một cái nội dung tiếp theo về trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phổi do NTM nhưng không đáp ứng cái tiêu chuẩn thì chúng ta theo dõi đến bao giờ, thì những cái trường hợp này thường phải theo dõi đến khi chúng ta có cái chẩn đoán loại trừ, có trường hợp chúng ta theo dõi đến 1 năm hoặc hơn. Đấy thì đấy là những cái nó hơi đặc biệt so với lại bệnh phổi do lao. Việc đưa ra chẩn đoán bệnh phổi do NTM có cần thiết phải điều trị hay không? Câu chuyện là chúng ta phải cân nhắc với lao gì, chúng ta đã tìm bằng chứng về vi khuẩn hoặc là bằng chứng về lâm sàng là chúng ta đã điều trị để gì? Nhằm giảm thiểu cái nguồn lây trong cộng đồng. Tuy nhiên với NTM thì câu chuyện là khác. Khi chẩn đoán xác định
là có bệnh phổi NTM, nhưng chúng ta có điều trị hay không? Thì chúng ta biết là cái phác đồ điều trị của NTM thì nhiều thuốc, thời gian kéo dài, tác dụng phụ nhiều. Vì vậy nên chúng ta phải cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích. Và trong báo cáo với quý thầy cô là trong tuần sau thì em cũng được bên dự án Phòng Chống Lao Quốc gia, các tổ chức FIT và UNS mời để viết cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị NTM ở trong cái phần cập nhật của quản lý bệnh lao của báo cáo trình Bộ Y tế. Thì cái trong cái hướng dẫn đó thì em có chỉ ra là những trường hợp nào thì có chỉ định điều trị một cái phác đồ thuốc khi đã được chẩn đoán rồi. Thì cái đây cũng là một cái mà nó rất thiết thực, rất thực tế ở trong thực hành lâm sàng. Về trường hợp NTM phổi đồng mắc với bệnh lao thì sao? Cái đây là cái câu chuyện trong thực hành lâm sàng có gặp nhưng rất hiếm, và chúng ta cũng phải xem xét rất là kỹ. Có trường hợp thì nếu như những cái chủng NTM mà cái độc lực nó lớn thì có thể là nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, có thể tử vong cho bệnh nhân. Ở cái phần ca bệnh lâm sàng thì tôi cũng sẽ xin phép được giới thiệu với quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Trường hợp trong khi điều trị lao mà có một kết quả NTM thì cũng cái đấy chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng chúng ta yên tâm rằng hầu hết là nó không có ý nghĩa về lâm sàng đâu, mà có thể do nhiễm trong quá trình bệnh nhân lấy bệnh phẩm hoặc là trong quá trình nhiễm ở phòng xét nghiệm. Vấn đề bệnh lao phổi và bệnh phổi do NTM thì ở đây chúng ta đang có một cái tiếp cận song hành cùng bệnh lao. Vậy thì trong thực hành lâm sàng có những trường hợp bệnh nhân có tổn thương phổi, lâm sàng có triệu chứng bệnh phổi nhưng xét nghiệm đờm AB dương tính. Và hiện nay thì chúng ta đang sử dụng sinh học phân tử là GABUS để sàng lọc lao sớm. Thì trong thực hành lâm sàng có những cái trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương hang, tổn thương ở phổi, lâm sàng có triệu chứng bệnh phổi nhưng xét nghiệm AB thì dương tính, nhưng sàng lọc GABUS thì âm tính. Vậy thì đây là một cái tiêu chí mà chúng ta hướng tới gần như là tới trên 90% chắc chắn là bệnh lý NTM. Thì ở cái phần chẩn đoán tôi cũng xin được giới thiệu với quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp một loạt các cái ca bệnh để chúng ta có một cái góc nhìn là các ca bệnh ở trong thực hành lâm sàng nó sẽ có những cái tình huống như vậy. Sau đây xin phép được giới thiệu với quý thầy cô các ca bệnh lâm sàng. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 68 tuổi, tiền sử bệnh nhân lao phổi 2 lần. Và lần thứ 3 thì bệnh nhân đang điều trị lao tái phát vì AB dương tính. Thế nghi kháng thuốc thì bệnh nhân này được sàng lọc bằng GABUS. GABUS thì âm tính. Nhưng bệnh nhân có nuôi kết quả nuôi cấy đờm và được định danh hai mẫu là gì? Abscessus complex. Thì hiện nay thì tại Bệnh viện Phổi Trung ương cũng như các bệnh viện khác thì chưa xác định dưới loài mà chỉ trả lời kết quả là abscessus complex mà thôi. Các bệnh thứ hai cũng vậy. Bệnh nhân có tiền sử giãn phế quản và bệnh nhân có cái soi đờm AB dương tính nhưng xét nghiệm GABUS âm tính, cuối cùng cũng chẩn đoán là một bệnh phổi do NTM abscessus. Các bệnh thứ ba, AB thì âm tính, GABUS âm tính, như ở bệnh nhân 75 tuổi có tiền sử giãn phế quản và điều trị thuốc lao cộng với hai loại thuốc clarithromycin kết hợp với levo hơn một năm, bệnh nhân không hề cải thiện lâm sàng mà triệu chứng lâm sàng càng nặng hơn. Đây là một cái tiếp cận hiện nay đang tồn tại ở trong thực hành lâm sàng. Một số các thầy thuốc cứ nghĩ rằng thôi NTM nó giống lao, đấy, nó hơi khác lao một tí là dùng thêm nhóm macrolide hoặc là nhóm quinolone vào đã cũng tốt. Nhưng câu chuyện trả lời là không phải như vậy, mà chúng ta phải tìm tới một cái chẩn đoán có bằng chứng và điều trị một cách hiệu quả cho bệnh nhân. Thì đây là một cái bệnh nhân nó rất điển hình về cách tiếp cận trong thực hành lâm sàng bây giờ. Thế chúng ta qua những lần ca bệnh này thì chúng ta sẽ hướng tới cái cách tiếp cận có bằng chứng tốt hơn. Các bệnh thứ hai cũng vậy. Ca này là ca bệnh nhân cũng có gì điều trị lao và thuốc Azi 9 tháng không đỡ. Đấy. Và cuối cùng thì bệnh nhân cũng được chẩn đoán là bệnh phổi do NTM trinomy, và trường hợp này thì dùng phác đồ bệnh nhân đáp ứng rất là tốt. Hoàn toàn đây là những ca bệnh mà hôm nay tôi xin phép các thầy cô là từ các tỉnh hội chẩn, và họ rất là khó khăn trong cái việc mà chẩn đoán cuối cùng cho bệnh nhân.
thì chúng em cứ điều trị thuốc nào và kết hợp hai cái nhóm thuốc đó nhưng không đáp ứng. Thì đây cũng là một cái ca bệnh mà bệnh nhân có bệnh phổi do áp xe sút với 52 tuổi, tiền sử là điều trị lao phổi, đã khỏi cách 3 năm và sau đó thì bệnh nhân có điều trị thuốc lao khi mà bệnh nhân có triệu chứng lao tái phát trở lại với IB dương tính, vẫn kết hợp thuốc lao cộng với azithromycin 8 tháng nhưng xét nghiệm đờm không âm hóa, hoàn toàn là có bằng chứng là thuốc lao không có hiệu quả ở những trường hợp này, đặc biệt là kết hợp với AZ nữa, 8 tháng bệnh nhân xét nghiệm đờm vẫn dương tính. Thì trường hợp như thế để minh họa rằng là trong thực hành lâm sàng chúng ta đang có những cái khó khăn nhất định trong cái việc tiếp cận chẩn đoán bệnh phổi do NTM. Một cái ca bệnh nữ 57 tuổi đang điều trị lao phổi AB dương tính, GNB âm tính thì xuất hiện là có ADR thuốc lao và làm lại chẩn đoán thì gì? Là một cái trường hợp viêm phổi do gì? NTM. Thì cái trường hợp này thì hơi đặc biệt bởi vì chúng tôi đã có cái công cụ real-time PCR trong tay rồi. Có IB dương tính, lâm sàng có, tổn thương phổi có. Và gì khi mà real-time PCR dương tính, GNB dương tính thì chúng tôi chỉ cần một tiêu chuẩn. Thì đây cũng là một cái mà có lẽ trong các cái guideline thì đang hướng dẫn là phải hai mẫu đờm dương tính ở hai lần riêng biệt nuôi cấy. Tuy nhiên khi cái vai trò của sinh học phân tử như thế nào thì trong guideline hiện tại chưa đề cập tới và chúng ta sẽ có những cái cách tiếp cận nó thực hành ở những trường hợp cá thể như vậy. Thì hôm nay cũng xin giới thiệu với quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Một cái ca bệnh minh họa cho chúng ta thấy là trong quá trình bệnh nhân có tiền sử giãn phế quản, có bệnh lý phổi nền, xét nghiệm nhiều lần, bệnh nhân có một mẫu NTM dương tính, chúng ta có điều trị hay không? Câu trả lời là không. Và chúng ta tiếp tục theo dõi thì đây là cái hình ảnh phim của năm 2021 và sau một năm thì lâm sàng của bệnh nhân rất là ổn và không có tiến triển thêm. Thì tôi cũng muốn là minh họa để quý đồng nghiệp được tiện theo dõi những cái trường hợp như vậy. Chuyển sang phần thứ ba là vấn đề điều trị của một số phác đồ điều trị NTM và tiếp cận thực hành. Thế thì điều trị NTM cũng khác với lao, điều trị theo loài, theo cá thể, với loài để còn phân tầng tiếp là với tổn thương phổi có hang không, không có hang hoặc AB dương tính hay không, ví dụ như BTS của 2017 thì hướng dẫn phác đồ điều trị cho một NTM đó là Manuel ấy, thì còn phân tích ra là có dương tính AB không hay là âm tính thì phân tầng được phác đồ điều trị khác. Và phác đồ điều trị cho bệnh nhân NTM là mắc là khó trị. Cái khó trị là những cái trường hợp mà bệnh nhân điều trị 6 tháng rồi vẫn dương tính thì cái phác đồ điều trị được ưu tiên đó là gì? Sử dụng trên ít nhất là 4 thuốc gồm AZ, rifampicin, etambutol, amikacin hoặc là gì? Dùng thuốc hít, nhưng hiện nay thì thuốc hít cái chế phẩm này Việt Nam chúng ta cũng chưa có. Đặc biệt là những trường hợp mà mắc chronic thì chúng ta phải dựa trên kháng sinh đồ, các thuốc đang có hoặc là phải hội chẩn với chuyên gia để điều trị. Thế thì ADSA và ATS cũng đã phân tầng điều trị cho các cái nhóm bệnh nhân mắc bệnh phổi do avium complex. Cái nội dung ghi nhớ thì chúng ta thời gian dùng bao nhiêu là rất quan trọng. Thế thì cái thời gian ít nhất là 12 tháng sau khi đờm âm tính. Còn cái việc sử dụng, có sử dụng mắc chronic trong phác đồ hay không thì chúng ta cần có một cái điểm lưu ý là nếu như điều kiện cho phép thì trong thực hành lâm sàng chúng ta sử dụng azithromycin, cái khả năng dung nạp thuốc thì nó tốt hơn là clarithromycin. Hoặc là cái phác đồ dùng hàng ngày thì cho những trường hợp có tổn thương phổi, sơ hang hoặc điều trị ngắt quãng những trường hợp tổn thương đốt. Thì tóm lại là chúng ta hãy phân tầng điều trị cho cái nhóm bệnh phổi do NTM, avium complex. Với Kanseki thì nhạy cảm với rifampicin thì chúng ta sử dụng 3 cái phác đồ có thể lựa chọn. Phác đồ với đặc biệt là Kanseki
Canxaxi thì nó hầu như là đáp ứng với thuốc điều trị lao. Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh với các quý vị đồng nghiệp là ở cái nước Việt Nam chúng ta cái tỷ lệ lao rất nhiều và hầu như bệnh nhân đã sử dụng thuốc lao. Thế là liệu chăng cái phác đồ Canxaxi mà dùng hoàn toàn ba thuốc lao có đáp ứng không? Và chúng ta có quan tâm đến cái tổn thương phổi hay không? Thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ phải tích lũy thêm trong quá trình thực hành lâm sàng. Phác đồ ba thuốc thì hiện nay ADSA và ATS thì vẫn dựa trên cái thử nghiệm của tính nhạy cảm. Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta cũng chưa phải là có cái đáp ứng làm kháng sinh đồ hết cho các bệnh nhân được. Thế còn những trường hợp mà có kháng thì chúng ta phải điều trị theo kháng sinh đồ và hội chẩn chuyên gia. Một số các cái nội dung ghi nhớ trong thực hành lâm sàng, cái câu hỏi đặt ra là cái việc lựa chọn isoniazid hay macronid trong phác đồ điều trị bệnh phổi có Canxaxi. Có thể sử dụng isoniazid hoặc macronid kết hợp với rifampicin và etambutol, nhưng hiện nay thì do cái sự chi trả của người bệnh, đặc biệt là bảo hiểm y tế nữa, thì chúng ta cũng nên quan tâm cái tính khả thi. Hoặc cái việc sử dụng amikacin hoặc tabtomicin trong phác đồ bệnh nhân khi mà không sử dụng được rifampicin, hoặc những nhóm bệnh nhân nặng thì chúng ta cũng cần phải quan tâm sử dụng cái nhóm thuốc tiêm cho bệnh nhân. Ở đây cái thời gian điều trị cho cái nhóm bệnh phổi Canxaxi nhạy cảm với rifampicin, chúng ta quan tâm tới cái gì nữa? Thời gian. Thời gian thì nó lại có đặc biệt là cái nhóm bệnh nhân này thì lại không cần phải điều trị quá 12 tháng sau khi âm hóa đờm, mà chúng ta thì sử dụng thời gian trong vòng 12 tháng, rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh được. Thế và ở cái trường hợp bệnh nhân bệnh phổi do Sanofi thì cũng dùng ít nhất là 3 loại thuốc gồm có azithromycin và hoặc moxifloxacin, etambutol hoặc rifampicin, có thể sử dụng amikacin. Thế còn một số các cái nội dung ghi nhớ thì chúng ta cũng cần phải quan tâm là cũng phân tầng của bệnh nhân để điều trị. Một cái cập nhật đặc biệt nữa là cho cái nhóm bệnh phổi do áp xe sút, ở đây chúng ta quan tâm tới 5 cái câu hỏi được đề cập để đi đến một cái khuyến cáo của ADSA và ATS, đó là gì? Những cái trường hợp bệnh nhân có nhạy cảm với macronid và không có nhạy cảm với macronid thì gồm có 3 cái phác đồ. Thế tại sao có 3 phác đồ? Bởi vì người ta dựa vào cái gen M nữa, hiện nay thì đã tiếp cận của ADSA và ATS đã xem là bệnh nhân có gen nhạy cảm hay không có. Thì nếu những trường hợp bệnh nhân không có cái gen cảm ứng thì thường là nhạy cảm với macronid. Tuy nhiên ADSA và ATS cũng khuyến cáo là cái việc sử dụng macronid là nền tảng trong phác đồ điều trị. Nhưng những trường hợp bệnh nhân có kháng macronid thì sử dụng macronid trong phác đồ có vai trò là điều bố phối miễn dịch, điều hòa miễn dịch, chứ không phải là vai trò hiệu quả trong việc điều trị, là vai trò thuốc chính đấy, mà nó chỉ là phụ thôi. Thì ba cái phác đồ đã được đề cập ở trên. Thế thì cái nội dung ghi nhớ ở đây chúng ta cần quan tâm tới cái thời gian điều trị của Acesut trên 12 tháng. Hầu hết những trường hợp bệnh nhân được đáp ứng điều trị và trong các nghiên cứu thì thời gian đều kéo dài trên 12 tháng. Còn điều trị có ngắn hơn hay không thì đấy là cái câu chuyện chúng ta cũng cần phải hội chẩn chuyên gia. Một cái điều trị cuối cùng là điều trị phẫu thuật phổi. Thì bệnh nhân những trường hợp không hiệu quả vì khi dùng kháng sinh và một số trường hợp bệnh nhân lao phổi kết hợp, những cái trường hợp này thì ít gặp thôi, thì chúng ta có thể sử dụng phẫu thuật kết hợp để đáp ứng, để giảm thiểu tối đa cái diễn biến của bệnh. Một cái theo dõi về biến cố bất lợi chúng ta cũng cần phải quan tâm để phát hiện sớm các cái chỉ số đối với các từng loại thuốc, thì chúng ta cũng cần phải quan tâm phản ứng bất lợi cho bệnh nhân. Sau đây thì tôi xin giới thiệu 5 ca bệnh lâm sàng, một cái trường hợp bệnh nhân bệnh phổi do Fortutum điều trị thành công trên nền tảng bệnh nhân COPD với 3 loại thuốc, đó là rifampicin, etambutol và azithromycin duy trì. Nhưng giai đoạn tấn công thì bệnh nhân được dùng tiêm amikacin trong 3 tháng. Rồi cái trường hợp bệnh nhân bị chedonnay tái phát điều trị thành công, cái ca bệnh này rất là đặc biệt. Bệnh nhân đã dùng với phác đồ 4 loại thuốc và 4 tháng sau khi sử dụng thuốc tiêm thì bệnh nhân được âm hóa đờm và bệnh nhân khỏi hoàn toàn.
thì đây cũng là một cái trường hợp đáp ứng điều trị rất là tốt. Một cái trường hợp bệnh nhân tổn thương phổi hẹp lòng phế quản có điều trị thì đặt stent phế quản tới 3 lần mới thành công, và sau đó thì bệnh nhân đáp ứng rất là tốt. Bệnh nhân trẻ quê Thanh Hóa và đã thực hiện tại Viện Phổi Trung ương thì đáp ứng rất tốt. Một cái trường hợp bệnh nhân bệnh phổi do Chenone điều trị cũng thành công kết hợp với phẫu thuật. Đây là trường hợp phẫu thuật đầu tiên bệnh phổi do NTM. Thì cái trường hợp này điều trị tới tháng thứ 8. Hết tháng 8 bệnh nhân vẫn dương tính, coi như là đưa vào là khó trị rồi. Và bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt thủy phổi. Sau đấy thì bệnh nhân âm hóa đờm và điều trị rất tốt. Và hiện nay cái phim cuối cùng là bệnh nhân kiểm tra năm 2022. Bệnh nhân khỏe mạnh, đi làm bình thường và phổi không còn tổn thương. Thì tôi cũng xin giới thiệu với quý thầy cô cái ca bệnh được phẫu thuật kết hợp với phác đồ đa hóa trị liệu trong những trường hợp bệnh nhân khó trị như vậy. Và ca bệnh tiếp là ca bệnh đồng mắc NTM và lao. Thì đây là một cái trường hợp mà đồng nghiệp của chúng ta, anh là giảng viên của trường dược. Thế thì đang trong quá trình điều trị lao thì anh ấy sốt rất là cao, thế và khó thở, phải đưa vào ICU của Viện Phổi Trung ương làm là điều trị kháng sinh tích cực không hết sốt. Và sau đó thì bệnh nhân được có bằng chứng là viêm phổi do áp xe sút và điều trị rất thành công. Sau đó thì anh ấy sang Úc làm nghiên cứu sinh. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà đồng nhiễm lao và NTM rất đặc biệt. Thế thì trong quá trình mà mắc bệnh lao thì khi cấy thấy NTM liệu chúng ta có điều trị hay không? Câu trả lời là không. Chúng ta chỉ chẩn đoán đồng mắc lao và NTM khi có đầy đủ các bằng chứng. Nhưng hơn nữa là chúng ta phải quan tâm tới NTM nào có độc lực gây bệnh thì chúng ta mới quyết định một cái phác đồ điều trị đồng nhiễm như vậy. Và cuối cùng có 5 cái kết luận là hiện nay có khoảng 200 loài và 13 dưới loài, trong đó có 50 loài gây bệnh ở người, và cái vai trò gây bệnh và ý nghĩa lâm sàng và khác nhau với từng loài và cả về địa lý và tính nhạy cảm kháng kháng sinh liên quan đến kết quả điều trị chúng ta cần phải quan tâm, đặc biệt là vai trò của gen M. Cái thứ ba là việc chẩn đoán mang bệnh hay mầm bệnh thì còn đang khó khăn và phải dựa vào 3 tiêu chí lâm sàng, điện quang và vi sinh theo hướng dẫn đồng thuận của ATS và ADSA. Thứ tư là điều trị là một thách thức cần điều chỉnh cụ thể trên mỗi bệnh nhân với loài và nhạy cảm của thuốc. Hầu hết là điều trị được tiếp tục nuôi cấy đờm sau 12 tháng âm tính. Riêng có Kansky thì có thể 12 tháng. Cuối cùng là việc giám sát của biến cố bất lợi của thuốc cũng là một vấn đề quan trọng. Cuối cùng thì hiện nay NTM đã được quan tâm chưa? Thì ở Việt Nam chúng ta chưa được quan tâm nhiều. Thế thì qua cái phần trình bày này thì có thể quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp sẽ trả lời được câu hỏi là những bệnh nhân nào, đối tượng nào thì cần chẩn đoán NTM và chẩn đoán bằng cái gì, tiêu chuẩn như thế nào, và khi được chẩn đoán xác định rồi thì đối tượng nào có chỉ định điều trị NTM. Đấy là ba cái câu hỏi mà sau cái phần trình bày của tôi. Đặc biệt là hiện nay CDC tại Mỹ thì cũng đã có nhiều cái hoạt động cho cái nhóm bệnh lý NTM này. Họ đã mời các nghệ sĩ làm hoạt náo viên, họ làm gọi là bình thường hóa đi cái hoạt động và người ta bộc lộ được các cái xét nghiệm, các cái triệu chứng của người bệnh cho cái bệnh lý về bệnh phổi NTM. Đây là cũng cái hình ảnh mà tôi xin giới thiệu với các quý thầy cô. Và cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Em xin trân trọng cảm ơn. Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Phượng đã cho chúng ta một cái bài rất là hay và rất là nhiều thông tin và các ca lâm sàng rất là thường gặp. Có thể là trong lâm sàng chúng ta cũng đã từng gặp những ca này và đã được chẩn đoán là lao và điều trị hoài cũng bệnh nhân vẫn có triệu chứng. Thì những cái vấn đề chúng ta cần lưu tâm là cái bệnh này nó cũng không phải là hiếm gặp và nó rất là dễ chẩn đoán nhầm với lao. Và cái tiêu chuẩn chẩn đoán nó chặt chẽ, lâm sàng, điện quang, vi sinh là bắt buộc, đặc biệt khi chúng ta xác định loài NTM nào, cũng như là những cái thực hành lâm sàng rất là thường gặp, ví dụ lấy mẫu đàm như thế nào cho nó đạt kết quả và để góp phần. Sau đây chúng ta sẽ có cái phần thảo luận, chúng ta chỉ có khoảng 8 phút để thảo luận, và chắc là xin nhường cái phần thảo luận, cái phần câu hỏi cho quý đồng nghiệp ở phía dưới. Trong thời gian chờ quý đồng nghiệp có câu hỏi.
Xin cảm ơn bài trình bày của cô Phượng. Thì em có một cái câu hỏi dành cho cô Phượng, hai câu. Thứ nhất là em muốn hỏi về cái trường hợp mà chẩn đoán NTM á, thì tụi em gặp khá là nhiều ở phòng khám đó. Thì em muốn hỏi là khi mà mình đã chẩn đoán ra NTM mà nó có triệu chứng, mình điều trị cho họ rồi, thì mình định kỳ là bao nhiêu lâu mình sẽ cấy đàm một lần? Và sau khi mình cấy đàm như vậy rồi, mình điều trị, mình kết thúc rồi, thì mình sau đó những năm sau mình có cần phải tiếp tục cấy đàm để theo dõi nó hay không? Thứ hai nữa là thường cái NTM tụi em hay thấy nó có vấn đề về lao hạch kèm theo. Cái lao hạch mà do sau đó rồi á, nó bị nhiễm cái NTM và cái hạch nó cứ hay bị tái phát á. Thì vậy thì những trường hợp như vậy á, bên chỗ cô có hay thường làm cái mẫu bệnh phẩm về hạch để cấy, để làm cả cái xét nghiệm mà để theo dõi tiếp theo không ạ? Xin cảm ơn cô. Vâng ạ. Kính thưa các thầy cô và các bạn đồng nghiệp, cái câu hỏi của em rất là hay. Cái việc mà theo dõi xét nghiệm đờm cho bệnh nhân NTM trong quá trình điều trị, thì ở đây em nên xét nghiệm sau một tháng, sau mỗi tháng trong quá trình còn chưa âm tính, âm hóa đờm. Thế sau khi âm hóa đờm rồi thì chúng ta có thể xét nghiệm sau mỗi 2 đến 3 tháng. Đấy, thì đây cũng là một cái mà em cũng xin phép cô là em sẽ đưa vào cái quy trình trong cái hướng dẫn của chương trình chống lão sắp tới ạ. Vâng. Thì sẽ xét nghiệm cho bệnh nhân. Thế và khi kết thúc cái liệu trình điều trị và bệnh nhân được khẳng định là khỏi rồi, thì chúng ta kiểm tra tái khám sau mỗi 6 tháng đến 1 năm một lần cho bệnh nhân. Bởi vì chúng ta biết là NTM là của cái nhóm bệnh nhân trên cái nhóm nguy cơ rất là cao. Ở cái ca bệnh mà trên trenonei tái phát mà cô giới thiệu ở slide ở số 3 đấy, là điều trị tái trên trenonei tái phát nhưng thành công ấy, là bệnh nhân đấy đã bị trên trenonei một lần rồi. Nhưng bệnh nhân này rất đặc biệt là gì? Họ có một cái triệu chứng trên nền tảng bị giãn phế quản. Và họ có triệu chứng về bệnh phổi rất rõ và xét nghiệm AEB lại dương tính sau kết thúc điều trị lần thứ nhất cách được bao nhiêu? Được 14 tháng. Thì bệnh nhân lại AEB dương tính trở lại và bệnh nhân lại tiếp tục được điều trị lao. Rất mong muốn là các thầy thuốc hãy để ý đến NTM. Thế, bởi vì là đừng điều trị lao cho người ta nữa. Người ta đã có cái tiền sử NTM rồi. Thế, điều trị nào? Thế thì ở đây em cũng cần phải quan tâm là cái câu chuyện mà bệnh nhân trong thực hành em gặp là có cái trường hợp bị NTM nhưng mà tổn thương hạch. Rất hay cái câu này, cô rất là muốn em hỏi để cho mọi người cùng nghe. Bởi vì thưa với cô là cứ lao hạch mà chẩn đoán thôi. Không đâu nhá. Coi chừng phải tìm bằng được đấy có NTM hạch không. Nhá. Vì trong cái khuôn khổ của cái bài này thì hội cho em bài báo cáo về phổi thôi. Hôm trước thì có cái bài báo cáo của Hội Hô hấp Hà Nội. Thì cô Hạnh thì cho báo cáo cả ngoài phổi. Thì em có đề cập đến tổn thương hạch. Thì hiện nay đặc biệt là trẻ con, trẻ em chẩn đoán nhầm lao hạch với NTM nhiều, rất nhiều. Đấy, thì nên là cố gắng là tìm đủ bằng chứng. Thì cái ca mà iranicum mà cái nãy cô giới thiệu ở trên ý, là cuối cùng là phải dùng đến giải trình tự toàn bộ gen. Thì tuy nhiên thì có chẩn đoán, lấy cái gì để làm chẩn đoán phân biệt lao hạch với lại NTM hạch thì phải dùng gì đến kỹ thuật sinh học phân tử rồi kỹ thuật nuôi cấy, nhưng kỹ thuật lấy bệnh phẩm là rất rất quan trọng. Nếu như em lấy bệnh phẩm không chuẩn thì không bao giờ tìm thấy đâu. Đấy, chẳng hạn như em mổ hạch đó rồi mà hạch mà nó lẫn máu ấy, thì em làm sinh học phân tử gần như là kết quả âm tính. Đấy, phải hiểu được vấn đề như thế thì nó là câu chuyện rất dài cô ạ. Em xin phép cô với xin phép của hội hoặc là ban tổ chức lần sau cho em tiếp tục. Lúc nào em cũng chỉ muốn nói, mong muốn là được nói về cái chủ đề này để cho bệnh nhân được hưởng bảo hiểm, để cho bác sĩ thực hành không bị sai. Em lúc nào em cũng năm nào em cũng xin cô Hạnh là cho em được báo cáo. Và em xin cảm ơn. Vâng ạ. Có bệnh nhân mà soi phế quản
xong rồi dịch phế quản NTM dương tính thì một mẫu là mình chẩn đoán rồi, kèm với tất nhiên là các cái dấu hiệu lâm sàng với chẩn đoán hình ảnh. Thế bây giờ bệnh nhân điều trị đủ 12, tức là mình sẽ phải tính 12 tháng kể từ khi nó âm tính cơ. Thế bệnh nhân đấy phải soi phế quản lại ạ? Hay là sao ạ? Chắc chắn là phải soi lại ạ. Câu này của giáo sư Hạnh hay quá. Vì hôm trước là cũng báo cáo với các thầy cô là bên chỗ cô giáo sư Hạnh bây giờ là cũng điều trị NTM nhiều lắm. Hôm trước là một cái ca viêm phổi do abscessus cô Hạnh ạ, có kháng amikacin, các em gọi điện hội chẩn. Thì nó rất là hay ở cái chỗ này này. Dựa vào, chúng ta dựa vào gì? Đấy mới là thực hành đấy. Nếu mà dịch rửa phế quản, một mẫu đủ tiêu chuẩn rồi, điều trị rồi. Thế thì soi khi nào để đánh giá là chúng ta chuyển giai đoạn. Cái đấy rất quan trọng. Nó phụ thuộc vào yếu tố cá thể cực kỳ. Phụ thuộc vào lâm sàng của bệnh nhân, tổn thương phổi ra làm sao. Phụ thuộc vào gì, bệnh nền. Đấy, thì chúng ta soi, thì có phải sau một tháng có soi không? Câu chuyện là gì? Phụ thuộc vào từng bệnh nhân, có thể sau một tháng chúng ta đã soi. Sau mỗi một tháng. Thế thì đây là cái câu chuyện mà nó rất 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 thực tế đấy ạ. Một cán bộ thanh tra của Bộ Y tế mình, cô đấy trẻ mà xinh lắm. Thế về sau cái câu chuyện NTM thì nảy nở ra một chuyện tình cực kỳ hay với một cái anh soi phế quản bác sĩ. Câu chuyện là có thật. Cứ đòi soi cô ạ. Thế em đồng ý cho soi. Thế và cô đi hỏi khắp nơi, cô bị cái con simia. Và em phải đưa ra tất cả các guideline, kể cả ADFA, tất tần tật để cho cô ấy xem là chị dùng thuốc cho em là như thế này đấy, đừng có soi nhiều. Nhưng cô cứ đòi soi hàng tháng. Thế thì đấy là cái câu chuyện là ở những trường hợp đặc biệt mà chẩn đoán trên nền tảng là chỉ bằng kỹ thuật soi với quản lý bệnh phẩm cũng là một cái câu chuyện. Vậy thì nhân cái câu hỏi cô Hạnh, hôm nọ có một cái luận án tiến sĩ mà cô Phương, học trò cô Phương bảo vệ, em lại rất tâm đắc, là gì cái chuyện khí dung đờm, lấy đờm tác động, cực kỳ cần thiết, quý vị ạ, cần lắm. Những trường hợp không khạc được đờm chúng ta hãy gì, lấy đờm tác động, để đấy là cái bằng chứng để chẩn đoán tốt nhất và thường quy nhất cho bệnh nhân. Em cảm ơn cô. Tại sao em hỏi cô Phượng câu này? Bởi vì là này, rất nhiều bệnh nhân là không có ho khạc đờm được, kể cả kích thích lấy đờm bằng khí dung siêu âm thì nó cũng không có đờm. Cái chất lượng đờm không tốt, toàn nước bọt thì buộc phải soi với quản. Soi với quản nhưng mà tại vì soi với quản nó là một cái thủ thuật xâm lấn và nó cũng khá là nguy hiểm. Thế cho nên là cực kỳ hạn chế. Ví dụ tiêu hóa một ngày báo cáo có thể hàng chục ca soi, nhưng mà soi phế quản có khi cả tuần mới được vài ca. Thế thì đấy là lý do tại sao mà em hỏi chị xem là chị về cái lĩnh vực này thì chị có tìm hiểu tài liệu xem là nếu mà cần thiết phải soi thì soi. Nhưng mà đấy, tức là cái quy trình soi thì nó cũng khá là nguy hiểm cho người bệnh. Đấy là... Thực ra cái câu hỏi mà giáo sư Hạnh đề cập ấy là trong ATS hoặc là cái bác Griff, bác ấy luôn luôn quan tâm, bác ấy đã đề cập đến vấn đề là soi khi nào và lấy đường các tác động ra làm sao, thì cái đấy là cái mà phải nói là cũng là quan tâm rất là lớn, và em xin cảm ơn cô. Rất là cảm ơn giáo sư Phượng. Để trả lời câu hỏi của cô Hạnh là nếu mà yêu bác sĩ thì cứ nội soi hỏi, đúng không? Đúng ạ. Dạ, sau đây thì chúng tôi xin được phép kết luận cho cái phiên hô hấp này. Thì chúng ta đã nghe được 3 bài báo cáo rất là hay. Tất cả các báo cáo viên đã chuẩn bị bài rất là tốt cho hội nghị. Chúng ta nghe được những thông tin hết sức là mới, hết sức là bổ ích. Và đặc biệt là quan trọng là bài của Phó Giáo sư Hoàng Thị Phượng.